Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin tức, và sau đây là tin đau lòng đang đau huyệt bị sét đánh làm ba người cùng dòng họ chết. Mở mắt ra thì thấy người đen thui. Trong nhóm 5 người trong coi huyệt mộ bị sét đánh ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, có hai người còn sống sót là anh Trần Văn Thái sinh năm 1990 và Lê Đức Anh sinh năm 1992. Hơn một ngày sau xảy ra vụ việc, anh Thái vẫn còn hoang mang. Một ngày sau khi xảy ra sự việc ba người tử vong do bị sét đánh khi đang đào huyệt tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh. Đau đớn hơn, tất cả họ đều là con cháu trong một nhà. Hai người sống sót trong số 5 người nạn nhân là Trần Văn Thái sinh năm 1990 và Lê Đức Anh sinh năm 1992. Giọng run run anh Thái kể: anh em chúng tôi đào huyệt cho ông chú trong dòng họ mất. Lúc đào xong trời bỗng đổ mưa rất lớn, sợ mưa ướt huyệt mộ của ông nên tôi, anh Lê Đức Anh sinh năm 1992, con cô ruột anh Trần Xuân Vĩnh sinh năm 1988, con bác ruột chú Trần Xuân Thiên sinh năm 1976, chú ruột và chú Trần Xuân Diệu sinh năm 1973, chú thúc bá ra vùng đất để ngăn dòng nước tràn vào. Thời điểm đó tôi và anh cầm hai bên góc bạc chăn ra để che, anh Vĩnh đứng giữa đẩy bạc lên để nước mưa chảy ra ngoài, còn chú Thiên và chú Diệu cầm cuốc và xẻng vung đất. Đang làm thì bỗng dưng tôi liệm đi, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy anh đang mò mẫm giữa bãi ngô. Tôi cố gọi nhưng anh vẫn không ngoái lại. Nhìn sang bên cạnh thấy chú Thiên bị cháy một mảng, nằm bất động. Một người khác nằm sắp dưới huyệt mộ vừa đào. Nghe người nhà kể lại tôi mới biết đó là chú Diệu. Lấy tay sờ mũi và người chú, tôi biết chú đã mất. Chân tay anh tôi lúc đó cũng không còn cảm giác gì. Bằng chút sức lực cuối cùng tôi cố bò lại chiếc xe máy ở gần đó, lấy xe chạy thẳng về nhà báo tin cho mọi người rồi lại ngất liệm đi. Một tiếng sét, ba mạng người. Trong căn nhà nhỏ, chị Bùi Thị Lý sinh năm 1981 và anh Thiên khóc ngất bên thi thể cháy xém của chồng. Cạnh đó là hai đứa con trai mắt đỏ hoe. Một cháu đang học lớp 11, hôm nay là ngày thi học kỳ nhưng cháu không thể tham gia. Cách đó không xa là gia đình anh Trần Văn Diệu. Thi thể anh Diệu đã được gia đình đưa đi an táng ngay nghĩa trang gặp nạn. Chị Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1973 và anh Diệu cho biết anh chị có 4 đứa con. Thương thằng Huỳnh, nó đi làm ăn xa chưa kịp về nhìn bố lần cuối. Còn thằng Thắng mới 4 tuổi, nó không biết bố mất, vẫn cười đùa vui vẻ, rồi khăn tang nó lại hớt ra. Tôi nhìn con cười mà đau xé lòng. Giờ chồng mất, một nách mấy đứa con và bố mẹ già, tôi biết phải làm sao, chị Hồng nói trong nước mắt. Xóm nhỏ bên cạnh, bố mẹ anh Trần Xuân Vĩnh sinh năm 1988 cũng ngất lên ngất xuống. Gia cảnh khó khăn, học xong anh Vĩnh đi làm thuê tận trong Đồng Nai. Dịp lễ vừa rồi anh về nghỉ rồi nán lại để giúp mẹ làm mùa. Giờ mùa màng chưa xong, bố mẹ anh quá đau đớn nên cũng không còn sức để làm. Sau khi sự việc xảy ra, xã phải huy động lực lượng giúp gia đình an táng cho ông Trần Văn Hạnh, 90 tuổi, là người mất trước đó. Vì lúc đó anh em họ hàng chẳng còn ai ở lại, mọi người phải về để lo cho đám tang con cháu nhà mình. Hiện gia đình tôi phải thay nhau túc trực ngoài huyệt mộ của các cháu, tránh việc bị những kẻ có ý đồ xấu phá hoại, anh Lê Văn Chữ, một người họ hàng của anh Diệu cho hay. Cạnh ngôi mộ vừa đắp có thêm 3 ngôi mộ mọc lên, tất cả đều là con cháu trong dòng họ, tan chồng tan, nỗi đau chưa biết lúc nào nguôi trong xóm nhỏ. Tiếng khóc xé lòng của thân nhân ba người bị sét đánh khi đào huyệt. Vụ việc ba người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang đào huyệt tại nghĩa trang của xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch vào trưa ngày 9 tháng 5 đang khiến cho vùng quê nghèo chìm trong không khí tang thương với những tiếng khóc đầy ai oán của gia đình người gặp nạn. Tia sét cướp đi ba mạng người. Đến với xã Hưng Trạch một ngày sau khi xảy ra sự việc ba người dân tại địa phương này bị sét đánh tử vong khi đang đào huyệt tại nghĩa trang, chúng tôi chứng kiến không khí tang tóc đang bao trùm lên cả một vùng quê nghèo. Vợ mất chồng, cha mẹ mất con, những đứa con thơ mất đi người bố thân yêu. Vào ngày 9 tháng 5 tại xã Hưng Trạch có người mất nên nhiều người dân ở đây đã đến giúp đỡ gia đình lo việc tang gia. Trong đó một nhóm người phụ trách việc đào huyệt tại nghĩa trang thôn Khương Hà 2. Khi việc đào huyệt hoàn thành, một số người được cắt cử ở lại trông coi, họ đều là anh em họ hàng với nhau. Đến 13 giờ cùng ngày trời bỗng đổ cơn giông kèm theo sấm chớp. Lúc này tại nghĩa trang có 5 người là anh Trần Xuân Thiên sinh năm 1976, anh Trần Xuân Diệu sinh năm 1973, anh Trần Xuân Vĩnh sinh năm 1988, Lê Đức Anh sinh năm 1992 và anh Trần Văn Thái sinh năm 1990. Trong lúc đang dùng bạc che chắn tránh nước chảy vào huyệt, nhóm người này bất ngờ bị sét đánh trúng. Vụ việc đã khiến cho anh Thiên và anh Vĩnh tử vong tại chỗ. Anh Diệu cũng tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Lê Đức Anh và anh Trần Văn Thái bị sét đánh văng ra xa và bị thương.
anh Trần Văn Thái vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra. Khi đó tôi và anh Đức Anh đang cầm hai đầu bạc để giữ tránh gió lùa, ba người còn lại ở giữa bạc để đẩy nước ra ngoài và đắp bờ, không cho nước chảy vô huyệt, thì tự nhiên tôi thấy mình như bị điện giật rồi liệm đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mọi người nằm gục hết rồi. Tôi hoảng quá chạy về thông báo với mọi người rồi tiếp tục nước đi, anh Trần Văn Thái bàng hoàng nhớ lại. Nỗi đau của người ở lại, chúng tôi đến với gia đình anh Trần Văn Thiên tại thôn Khương Hà Ba. Một trong ba người đã bị sét đánh tử vong. Bên cạnh chiếc quan tài của người cha, người chồng quá cố, chị Trần Thị Lý sinh năm 1981, cùng hai đứa con thơ đang gào khóc, gọi tên anh rồi ngất liệm đi trong đau đớn. Chị Trần Thị Lý ngất liệm vì quá đau đớn trước sự ra đi của anh Thiên. Ông Lê Xuân Nguyễn, trưởng thôn Khương Hà Ba cho biết, gia đình anh Thiên thuộc diện khó khăn của thôn, bản thân anh mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ, nên lớn lên trong nhiều vất vả. Hằng ngày anh làm thợ hồ để nuôi gia đình và trang trải cuộc sống, chăm lo cho hai đứa con đang còn tuổi ăn tuổi học. Anh ra đi thực sự đã để lại một khoảng trống lớn và khó khăn càng chồng chất hơn đối với vợ con. Thắp lên bàn thờ người đàn ông xấu số một nén hương để anh yên nghỉ, cũng như những nỗi đau cùng gia đình, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình anh Trần Xuân Diệu tại thôn Khương Hà 2. Rất đông người dân cũng đang có mặt tại đây để chia buồn với gia đình của anh. Những tiếng gào khóc ai oán của người vợ và những đứa con của bố mẹ già trước bàn thờ anh Diệu. Anh Diệu là cán bộ y tế thôn, vợ chồng anh có đến 4 người con. Người con trai đầu của anh hiện đang đi làm ăn xa, chẳng thể về chịu tang. Ba đứa con còn lại của anh đều đang đi học. Con út của anh Diệu chỉ vừa mới tròn 4 tuổi và chưa cảm nhận được hết nỗi đau mà người mẹ, người chị mình đang chịu đựng. Những tiếng gào khóc ai oán của người vợ, của những đứa con của bố mẹ già trước bàn thờ của người đàn ông bất hạnh khiến những người dân có mặt tại đây đều rơm rớm nước mắt, xót xa. Anh đi rồi mẹ con tôi, biết mặn răng đây, biết ai lo cho con, cho bố mẹ già nữa đây. Anh nói đi, phụ giúp đám tang trước mà anh bỏ vợ con đi luôn rồi. Chị Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1973, vợ anh Diệu đau đớn. Không khí tang thương đang bao trùm lên cả một vùng quê, cũng như gia đình anh Thiên anh Diệu, gia đình và họ hàng, làng xóm cũng đang vô cùng đau đớn xót xa trước sự ra đi đột ngột của anh Trần Xuân Vĩnh. Anh Vĩnh trước đó làm công nhân tại Đồng Nai, vừa qua anh về nhà để giúp mẹ làm mùa và đang có ý định sau khi xong việc sẽ tiếp tục vào Nam làm việc. Thế nhưng tiếng sét trong cơn giông đã cướp đi mạng sống của anh, cũng như người chú ruột và thúc bá của anh. Giờ đây, cạnh ngôi mộ vừa đắp của ông Trần Văn Hạnh, người mất trước đó, lại có thêm ba ngôi mộ nữa mọc lên. Tất cả đều là con cháu trong một dòng họ, là anh em với nhau, không may gặp nạn và ra đi, để lại trong lòng người thân một nỗi đau chưa biết lúc nào mới nguôi ngoai. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
Mấy đứa con và bố mẹ già, ta biết phải làm sao, chị Hồng nói trong nước mắt. Xóm nhỏ bên cạnh, bố mẹ anh Trần Xuân Vĩnh sinh năm 1988, cũng ngất lên ngất xuống, gia cảnh khó khăn, học xong anh Vĩnh đi làm thuê tận trong Đồng Nai. Dịp lễ vừa rồi anh về nghỉ, rồi nán lại để giúp mẹ làm mùa. Giờ mùa màng chưa xong, bố mẹ anh quá đau đớn nên cũng không còn sức để làm. Sau khi sự việc xảy ra, xã phải huy động lực lượng giúp gia đình an táng cho ông Trần Văn Hạnh, 90 tuổi, là người mất trước đó. Vì lúc đó, anh em họ hàng chẳng còn ai ở lại, mọi người phải về để lo cho đám tang con cháu nhà mình. Hiện gia đình tôi phải thay nhau túc trực ngoài huyệt mộ của các cháu, tránh việc bị những kẻ có ý đồ xấu phá hoại, anh Lê Văn Chữ, một người họ hàng của anh Diệu cho hay. Cạnh ngôi mộ vừa đắp có thêm 3 ngôi mộ mọc lên, tất cả đều là con cháu trong dòng họ, tang chồng tang, nỗi đau chưa biết lúc nào nguôi trong xóm nhỏ. Tiếng khóc xé lòng của thân nhân ba người bị sét đánh khi đào huyệt. Vụ việc ba người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang đào huyệt tại nghĩa trang của xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch vào trưa ngày 9 tháng 5 đang khiến cho vùng quê nghèo chìm trong không khí tang thương với những tiếng khóc đầy ai oán của gia đình người gặp nạn. Tiếng sét cướp đi ba mạng người. Đến với xã Hưng Trạch một ngày sau khi xảy ra sự việc ba người dân tại địa phương này bị sét đánh tử vong khi đang đào huyệt tại nghĩa trang, chúng tôi chứng kiến không khí tang tóc đang bao trùm lên cả một vùng quê nghèo. Vợ mất chồng, cha mẹ mất con, những đứa con thơ mất đi người bố thân yêu. Vào ngày 9 tháng 5 tại xã Hưng Trạch, có người mất nên nhiều người dân ở đây đã đến giúp đỡ gia đình lo việc tang gia. Trong đó một nhóm người phụ trách việc đào huyệt tại nghĩa trang thôn Khương Hà 2. Khi việc đào huyệt hoàn thành, một số người được cắt cử ở lại trông coi, họ đều là anh em họ hàng với nhau. Đến 13 giờ cùng ngày trời bỗng đổ cơn dông kèm theo sấm chớp. Lúc này tại nghĩa trang có 5 người là anh Trần Xuân Thiên, sinh năm 1976, anh Trần Xuân Diệu, sinh năm 1973, anh Trần Xuân Vĩnh, sinh năm 1988, Lê Đức Anh, sinh năm 1992 và anh Trần Văn Thái, sinh năm 1990. Trong lúc đang dùng bạt che chắn, tránh nước chảy vào huyệt, nhóm người này bất ngờ bị sét đánh trúng. Vụ việc đã khiến cho anh Thiên và anh Vĩnh tử vong tại chỗ, anh Diệu cũng tử vong trên đường đi cấp cứu. Anh Lê Đức Anh và anh Trần Văn Thái bị sét đánh văng ra xa và bị thương. Anh Trần Văn Thái vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra. Khi đó tôi và anh Đức Anh đang cầm hai đầu bạt để giữ tránh gió lùa, ba người còn lại ở giữa bạt để đẩy nước ra ngoài và đắp bờ, không cho nước chảy vô huyệt thì tự nhiên tôi thấy mình như bị điện giật rồi liệm đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mọi người nằm gục hết rồi, để che. Anh Vĩnh đứng giữa đẩy bạt lên để nước mưa chảy ra ngoài, còn chú Thiên và chú Diệu cầm cuốc và xẻng phun đất, đang làm thì bỗng dưng tôi liệm đi, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy tôi thấy anh đang mò mẫm giữa bãi ngô, tôi cố gọi nhưng anh vẫn không ngoái lại. Nhìn sang bên cạnh thấy chú Thiên bị cháy một mảng, nằm bất động. Một người khác nằm sắp dưới huyệt mộ vừa đào. Nghe người nhà kể lại tôi mới biết đó là chú Diệu. Lấy tay sờ mũi và người chú tôi biết chú đã mất. Chân tay anh tôi lúc đó cũng không còn cảm giác gì. Bằng chút sức lực cuối cùng tôi cố bò lại chiếc xe máy ở gần đó, lấy xe chạy thẳng về nhà báo tin cho mọi người rồi lại ngất liệm đi. Một tiếng sét ba mạng người. Trong căn nhà nhỏ, chị Bùi Thị Lý sinh năm 1981 và anh Thiên khóc ngất bên thi thể cháy xém của chồng. Cạnh đó là hai đứa con trai mắt đỏ hoe. Một cháu đang học lớp 11, hôm nay là ngày thi học kỳ nhưng cháu không thể tham gia. Cách đó không xa là gia đình anh Trần Văn Diệu. Thi thể anh Diệu đã được gia đình đưa đi an táng ngay nghĩa trang gặp nạn. Chị Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1973 và anh Diệu cho biết anh chị có 4 đứa con. Thương thằng Huỳnh, nó đi làm ăn xa chưa kịp về nhìn bố lần cuối. Còn thằng Thắng mới 4 tuổi, nó không biết bố mất, vẫn cười đùa vui vẻ, đội khăn tang nó lại hớt ra. Tôi nhìn con cười mà đau xé lòng. Giờ chồng mất, một nách, tôi hoảng quá chạy về thông báo với mọi người, rồi tiếp tục nước đi, anh Trần Văn Thái bàng hoàng nhớ lại. Nỗi đau của người ở lại, chúng tôi đến với gia đình anh Trần Văn Thiên tại thôn Khương Hà 3. Một trong ba người đã bị sét đánh tử vong. Bên cạnh chiếc quan tài của người cha, người chồng quá cố, chị Trần Thị Lý sinh năm 1981 cùng hai đứa con thơ đang gào khóc gọi tên anh rồi ngất liệm đi trong đau đớn. Chị Trần Thị Lý ngất liệm vì quá đau đớn trước sự ra đi của anh Thiên. Ông Lê Xuân Uyển, trưởng thôn Khương Hà 3 cho biết gia đình anh Thiên thuộc diện khó khăn của thôn, bản thân anh mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ nên lớn lên trong nhiều vất vả. Hằng ngày anh làm thợ hồ để nuôi gia đình và trang trải cuộc sống, chăm lo cho hai đứa con đang còn tuổi ăn tuổi học. Anh ra đi thực sự đã để lại một khoảng trống lớn và khó khăn càng chồng chất hơn đối với vợ con. Thắp lên bàn thờ người đàn ông xấu số một nén hương để anh yên nghỉ, cũng như những nỗi đau cùng gia đình, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình anh Trần Xuân Diệu tại thôn Khương Hà 2.
Rất đông người dân cũng đang có mặt tại đây để chia buồn với gia đình của anh. Những tiếng gào khóc ai oán của người vợ và những đứa con của bố mẹ già trước bàn thờ anh Diệu. Anh Diệu là cán bộ y tế thôn, vợ chồng anh có đến 4 người con. Người con trai đầu của anh hiện đang đi làm ăn xa, chẳng thể về chiều tang. Ba đứa con còn lại của anh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh tin tức, và sau đây là tin đau lòng đang đau huyệt bị sét đánh làm ba người cùng dòng họ chết. Mở mắt ra thì thấy người đen thui. Trong nhóm 5 người trong coi huyệt mộ bị sét đánh ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, có hai người còn sống sót là anh Trần Văn Thái, sinh năm 1990, và Lê Đức Anh, sinh năm 1992. Hơn một ngày sau xảy ra vụ việc, anh Thái vẫn còn hoang mang. Một ngày sau khi xảy ra sự việc ba người tử vong do bị sét đánh khi đang đào huyệt tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh. Đau đớn hơn, tất cả họ đều là con cháu trong một nhà. Hai người sống sót trong số 5 người nạn nhân là Trần Văn Thái, sinh năm 1990, và Lê Đức Anh, sinh năm 1992. Giọng run run anh Thái kể: anh em chúng tôi đào huyệt cho ông chú trong dòng họ mất. Lúc đào xong trời bỗng đổ mưa rất lớn, sợ mưa ướt huyệt mộ của ông nên tôi, anh Lê Đức Anh, sinh năm 1992, con cô ruột anh Trần Xuân Vĩnh, sinh năm 1988, con bác ruột chú Trần Xuân Thiên, sinh năm 1976, chú ruột, và chú Trần Xuân Diệu, sinh năm 1973, chú thúc bá, ra vùng đất để ngăn dòng nước tràn vào. Thời điểm đó tôi và anh cầm hai bên góc bạc chăn ra.